Ok, xin chào các anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ mày. Ở video này thì Khải sẽ soi đồ của cao thủ Tống Kim. Hôm nay đi cùng phe Tống bên Khải này mày. Khải hôm nay thì top 11 thôi. Mà đánh tranh giành 217 mạng mà không có top. Chắc là đồ chém toàn cờ lon không. Ok anh em, đây anh em xem sẽ đồ của Diệp Anh Gaming nha. Bà Tăng đang nằm bên Kim, Khải không soi được anh em ơi. Khải đang đi ở bên Tống giờ mà Khải qua Kim thì chắc là bà Tăng đi đâu rồi. Đây đó anh em xem sẽ đồ. Hiện tại sẽ đồ này đang đi mình cái nón khăn lôi 29. Vũ khí là 130. Áo khăn lôi 19 và một dây chuyền thủy, dây chuyền thủy được kích cái nón khăn lôi và cái áo mọc này đỡ kích cái vũ khí là 130. Và cái đai lưng này được kích cái áo khăn lôi và nhẫn này được kích khăn hỏ và chón. Như thầy thấy đúng rồi, hiện tại chất chạy này đang có mình 40 chón và kích từ ngọc bội và bao tay. Vận tại một cái món làm chậm tiếp theo đó là đai nhẫn, nhẫn làm chậm dòng 2, dòng 1 và một đôi dây. Thì tính rạc này thì đặt móc cho mình là 80 chậm nè. Dây này 30 này, vũ khí 30 và nhẫn 20 thì đặt này được 80 chậm nè. 80 chậm và 40 chón, 80 chậm và 50 chón đó. Nói chung thì nhiều anh em vài ngày đây Khải có soi set đồ của Khải từ trên video hoặc là các cao thủ Tống Kim ở server mấy chủ đại xà tắc anh em. Nhiều anh em bảo là soi đồ xong rồi nhiều anh em bảo là đồ thì toàn rác không thì không nhận thì đúng thì anh em. Tầm này server mới bình hơn 10 ngày thôi anh em ơi. Tầm hơn 10 ngày thôi nên là những món đồ như thế này gọi là tầm trung anh em, gọi là tầm sơ chứ không phải trung nữa, gọi là tầm sơ anh em. Đó, nhưng món đồ này thì Khải thấy nó khá là bình thường thôi. Đó, ví dụ như nón này khoảng 2-3 kim, áo này khoảng 2-3 kim. Đó. Vũ khí này khoảng 1 kim 2 kim, đôi giày này khoảng 1 kim rưỡi 2 kim. Rồi đai lưng này thì đẹp này, đai lưng này 19-30 thì khả nghĩ cao lắm cũng mua cả đai lưng này cũng ít nhất 2 kim rưỡi 3 kim. Rồi nhẫn này khoảng 1 kim. Rồi nhẫn này làm chậm 20 20 thì khoảng vài trăm xu. Rồi bao tay này thì sinh lực cao, kháng độc thì bao tay này chứ cũng vài trăm xu. Ngọc bội này cũng vậy đó. Thì nói chung thì ở server này cứ 1 kim là 70k anh em. 1 kim 70k thì nói chung là khả nhìn vào tổng set đồ này thì cũng trên dưới hơn 10 kim một chút anh em. Đó. Thì set đồ khoảng tầm 700k thôi anh em. Nhiều anh em cứ bảo đồ sao toàn giả tạo thì đúng rồi. Tầm này nó như vậy thôi nè. Rồi, anh em xem video này đừng quên ủng hộ cho Diệp Anh Gaming. Đây bạn mình anh em, một anh Diệp Anh Gaming một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Hôm nay đánh khá là tốt ấy. 201 mạng và liên chạm thì không được cao, liên chạm thì được 15 và tử vong 41 lần cũng chịu chết đó chứ. Rồi ok. Hôm nay được top 5. Đó được coi Khải soi nào tiếp theo.